Chào cả nhà đã trở lại kênh Dr. Fly hay là kênh Linh Hà Lan. Cả nhà ơi, mình đang ở Cần Thơ, một thủ đô của miền Tây, quê hương của người đẹp Tây Đô đó cả nhà. Trước đây thì quê mình ở đây nhưng mà mình lên thành phố học rất là sớm, thành phố Sài Gòn, cho nên mình cũng không có rành về Cần Thơ lắm. Và khi mà mình qua Cần Thơ chơi thì mình tới trung tâm của Cần Thơ mà thôi. Mình cũng ít có đi vòng vòng. Bây giờ mình có dịp, mình đúng rồi, mình rất là nhiệt tình. Chị là chị đi dữ lắm luôn á nha. Quá à, nó không có đi chơi được, tội nghiệp quá à. Chỉ đang kẹt cái
vậy hả? Tại ngày thứ có thể là có những cái bằng nhưng mà giúp được lại đang đau quá. Bây giờ thì cũng đắt đát chứ không có gì. Bây giờ này cũng chính ở ngoài, khi có số người ta đi sớm là gì hết rồi. À. Chỉ còn dân này là như chúng ta đi rồi là không phải đâu cũng là dạng như là ngoài bên đây là ăn uống, bên đây là đi bên đi lên bộ lên chạy xe lên đi bộ à. Ăn uống luôn. Đúng là thì bữa nay hơi vắng nha. Đây cũng đỡ cũng trời con chị mà nó thích như gì nữa mà nó thích đi vòng vòng gì đó. Con nó vừa lớn cũng chơi chung luôn kìa. Mỹ Đình luôn hả? Dạ rộng thôi nhưng mà lại vô cái đầu tư nó không tới rồi nhưng mà cái gì tính gì tích á. Kinh khủng vậy. Dạ. Cái năm mình làm thôi mình là gắn lắm thì lại vô cái đầu tư nó không tới. Thế mà không dòng đây là tính hết lại mùa thanh lại nhưng mà đi hết mọi người lên rồi dòng. Không sao đâu, đi đâu đi à? Đi rảnh thôi. Chỉ sợ là sợ mình đi là nhà quay nó đóng cửa thôi chứ ngại thôi chứ không có. Yeah.
đến đây là cả với lại nó cũng vừa mở nhưng mà lịch sự. Chứ đóng kín quá thì chị cũng thích, tại vì đang đi chơi không thích đóng kín. Mới đây thôi, mới phổ biến này. Nhưng mà trong menu đã trà lai.